giới thiệu với anh em bộ máy rửa xe áp lực. Bộ này của nó thì cơ cấu là chạy đấu đầu trực tiếp, trục dương và trục âm. Với những dòng áp lực này, khi mà chạy trực tiếp thì nó sẽ qua một cái bánh răng này để giảm tốc từ 1.500 vòng một phút về còn khoảng tầm 700 vòng trên một phút. Bộ này thì Dung Dâu đang lên cho một khách hàng yêu cầu là motor là 2.2 kg, motor của điện cơ Chauco, công ty điện cơ Trần Hưng Đạo này, kéo với đầu trực tiếp, đầu áp lực là đầu 28D. Đây, mức áp đang test cho anh em đây đang ở mức 40 cân quay về này. Bình thường anh em cứ chạy ở mức 40 cân quay về thôi để đảm bảo nó bền cho động cơ cũng như là bền cho đầu bơm áp lực. Con này 40 cân nhưng mà nó đi bếp to, bếp 2 ly nên là 40 cân là đã thừa lực của anh em nhá. Dây hồi của nó là hồi trong, hồi quay về đường hút luôn, sẽ rất gọn gàng và phù hợp với anh em dùng để rửa xe. Con này của nó thiết kế rất là hay vì cái đường hút này nó sẽ qua phần gầm máy này, qua phần gầm đầu bơm này thì nó sẽ giảm nhiệt cho phần đầu bơm. Bộ này thì Dung Dâu lắp trên bộ khung máy xe này, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển, nó có tay nắm dài luôn. Và điện đóm thì đóng hoàn thiện cho anh em rồi, dầu mỡ châm đầy đủ luôn, anh em về chỉ có cắm điện và chạy thôi. Bộ này thì công khai giá cho anh em luôn nhá, là 4.9 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Bây giờ thì Dung Dâu sẽ test ép mắc con này xem nó lên bao nhiêu cân nhá. 40 này, 50 này, 50 cân bếp 2 ly anh em nhá. Đây, đây là tiên nước ở mức áp 50 cân đây, bếp 2 ly anh em nhá. Đây, quên sầu luôn, quên xòe này, quên thẳng này. Đây anh em nhìn tiên nước này, quá hơi luôn nhá.